Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thanh Gi đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Nexomon nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Và hôm nọ thì mình đang đến được một cái chỗ khu vực khá là mới. Mình đang định bắt thêm những cái con loài mới trong này nhưng mà có vẻ thì không có rồi. Có lẽ là trong này sẽ không có đâu. Chúng ta sẽ đi sang khu vực mới khác đi. Phải chết luôn. Và hôm qua thì mình cái con ngựa mình ấy, con Favolia mình đã tiến hóa lên một cái dạng cực kỳ đẹp anh em ạ. Rất đẹp luôn. Chúng ta sang bên này xem. À, có một người sẽ đấu với mình ngay bây giờ. Mình sẽ cần luyện cho gì đây? Con lửa này sẽ không thể tiến hóa nữa này, đây là dạng cuối của nó rồi, đã tiến hóa sẵn rồi. Koroza, Bidim, Skoy. Tiếp mình về sẽ đổi lại thành những con khác nha. Để xem có gặp được thêm con gì. Ôi con mới này. Con nhông đẹp ta. Bắt luôn con Veliscati. Con thần gì đấy à, nhìn trông khá là dị ta. 100 linh. Ok. Rồi, chờ cho chết luôn mất. Không chết anh em ạ. Hay. Và mình sẽ bắt nó luôn nha anh em. Chúng ta tung ra quả cầu đó chính là Nexo Trap và bắt nó. Vào trong cầu đi nào. Ấy chà chà. Thú vị rồi đây, để xem là nó vào trong cầu luôn. Một con Nexomon mới khá là hay. Chúng ta đi có thể tìm được loài Nexomon mới trong này thì rất là tuyệt đấy. Wow, rất đẹp luôn. Wow, Rally Canty. Có thể Rally Canty. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên nha. Thì trên chúng ta sẽ có thêm một số chỗ nữa đây. Rally Canty. Và rồi thì con này mình sẽ hút chết thôi. Nó không bị choáng. Con này riêng sẽ không bị choáng. Đẹp nhờ. Không biết là tiến hóa lên à, chưa? Nhầm chiêu rồi. Chiêu này thì là fail là chắc chắn. Đấm cho con tí chết cơ. Thì chắc mình sẽ đổi sang con khác. Không biết con này tiến hóa à, lên cấp chưa. Bây giờ sẽ luyện cho gì đây. Mình sẽ bắt đầu là hồi sinh hồi máu cho một số con. Mình sẽ vào trong cái ba lô của mình. Và mình dùng cái poison ở đây. Đấy, dùng cái poison để hồi máu. Thật ra không cần hồi máu con đấy đâu. Mình muốn hồi sinh cho cái con kia kìa. Riverio, con BoviQE và mình sẽ hồi máu cho nó. Poison này. Ezer luôn. Thêm cả Ezer, con đam nước thứ vào đây. 35 à, luyện cấp 35 hơi thấp. Sẽ luyện cho nó lên cấp cao hơn. Và sắp lên cấp rồi. Swap lên trên. Nhầm ta. Được rồi. Và chúng ta sẽ không biết có con gì mới không nhở. Chúng ta tự tìm xem. À, cái con khỉ này anh em. Con khỉ này tiến hóa thành không có dạng đẹp không? Bắt luôn. Chiêu này thì hình như không ăn thua được với nó. Chính xác là như vậy. Wow, đấm phát là thôi mình cần phải luyện cấp lắm. Xong rồi tính sau. Đã xong 140 đam. Level up. Đến level thì sẽ hồi đầy máu, hồi đầy mana cho mình. Xong này đánh nhau luôn với cái thằng đội kính dâm đen. Chặn đường luôn. Hello. Gọi mình là Kid chứ. Nào, muốn đấu nhau không? Ấy, chà chà, bịt mặt à. Nhờ đeo kính bơi à. Như kiểu leo núi nhỉ, một vận động viên đeo núi ấy. Oh, con gì kìa? Con Resonet, một con bướm bướm. Hệ điện, nó là thuộc là Ray. Hệ điện à. Chưa mình đánh khỏe không nhỉ? 132 đam thôi, đam thì rất là bình thường, level 40. Wow, level 40 kìa. Ghê phết. Phép thuật sẽ bị giảm xuống này. Đánh đam vật lý này. Chết đi. Một con. Con tiếp theo thì nó sẽ hệ gì? Hệ gió. Liên hoàn đấm đá. Cực kỳ khỏe nhờ. Chém này. Hình như chỗ này không ảnh hưởng. Ôi vẫn ảnh hưởng ạ. Rất tốt. Vẫn cân được. Con cuối cùng của nó sẽ là một con báo à. Đẹp nhỉ. Tăng tốc độ để khả năng là né tránh đòn. Rất hay. Michalian. Máu hơi thấp. Sẽ liền hơi thấp và hét vào mặt để tăng công lên. Liên hoàn đấm thôi. Con này thì liên hoàn đấm thôi. Chết luôn. Outloss. Đẹp thì để làm gì. Mình vẫn thắng được thôi. Đấy. Bây giờ team Nexomon của mình thì khá là ổn. Khá là tốt đấy. Trong này có gì đây? Rapid Canty. Con này thì mình gặp rồi. Mình sẽ đánh nó luôn thôi. Giết nó luôn thôi. Đấy. Ok. Rapid Canty. Đó chính là tên của nó. Nào, lên phía trên. À, có một cái nữa này. Một cái Super Poison để cho chúng ta. Khá là ổn, mình sẽ xuống dưới luôn.
Mocha Post à? Mocha Post thì nên bắt nó. Vấn đề là hình như sẽ giết chết nó luôn. Mocha Pow level 39, không biết là tiến hóa hay chưa nữa, mình cũng không biết được. Còn 70 cái Nexo Trap cơ, thế là thoải mái mà bắt vào trong cái Nexo Trap đi nào. Bắt được rồi. Ồ không đâu, nó phá được một cái tín hiệu không hề vui một chút nào cả. Giết nó luôn đi. Chạy đi đâu. Ui, miss và fail à. Chết rồi, nó sẽ cản một đòn của mình à. Khoan em nào, khoan này, vỡ giáp nè. Đấy, nó có hiệu rồi, vỡ giáp anh em ạ. Và mình cũng sắp chết luôn. Cái con này máu trâu nhỉ. Ở level 39 là tầm khoảng tầm 200 linh mấy máu, và mình lên cấp luôn kìa, phải không? Quá tốt. Gà trống à. Ui, gà trống một chân này, đẹp anh em ạ. Bắt nó hệ gió, và chúng sẽ đấm nó thì chắc nó sẽ chết luôn. Khoan em nào, khoan để hỏng giáp, và nó còn tận 52 máu. Bắt kiểu gì bây giờ, bây giờ bắt kiểu gì đây, không bắt được ấy. Skoy Thunder Glander rồi, chết luôn. Khỏe quá rồi anh ơi. Skoy nào, xem có chiêu gì tạm tạm không, cũng chẳng có chiêu gì cả. Chết luôn ạ. Có gà trống anh em ơi, ở đây có gà trống này, hay nhỉ, có cả một loài gà trống ở trong này luôn, thật sự là đẹp. Thật ra cái con đấy thì cũng không được đẹp cho lắm đâu, nhưng mà khi tiến hóa lên ấy thì nó sẽ đẹp hơn theo mình nghĩ vậy. Rồi mình sẽ xuống đây để lên trên này để xem mà trong này có gì. Chúng ta sẽ tiếp tục cái cốt truyện anh em ạ, tiếp tục ở trên này luôn. Miss Bella, cô ta sẽ là Bella, và mình cái ông Bounty Hunter, cái thằng này lúc mà nó xâm chiếm, nó muốn ăn cắp cái gì đó ở trong cái ngôi làng thổ dân ấy, chính xác là cái thằng này mình đánh bại rồi. Nó cầm theo một cái cung, chắc đi săn với con chim thần thoại dạng như vậy. Đánh nhau không, đánh nhau không cưng. Vấn đề là mấy chú mong mình đang hơi yếu, từ từ rồi. Bây giờ thì có đánh nhau không? Chắc không đâu. Chắc vì tại vì Nexomon còn đang yếu mà. Đánh thì thua ấy. Bounty Hunter, thời gian tiền thưởng mới sợ chứ. Chuyên săn trộm, một dạng chuyên săn trộm này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang bên này. Đây sẽ có thêm này. Con gì bây giờ? Gà trống này anh em. Chính xác, mình đang cần bắt con này. Chiêu lửa ăn thua không nhỉ? Chết luôn. Còn Vana Rosta chết luôn anh em ạ. Không thể đỡ đâu được, không thể chạy đâu được. Quá đáng, quá đáng cay. Mình có một cái rất nhiều gà trống nha anh em. Chiều đấm liên hoàn xem thế nào. Đấy, chính xác, đấm liên hoàn thì mình sẽ bắt được con gà trống này. 103 đam, và chúng ta sẽ bắt nó thôi. Tung ra cái Nexo Trap để bắt nó. Bắt được không nhỉ? Vào trong quả cầu đi nào. Đây rồi, cuối cùng là vào trong cái quả cầu Nexo Trap và cái bẫy của mình. Thêm một con Nexomon mới ở trong này, một con gà trống anh em ạ. Đẹp nhỉ. Vanasota. Mấy con này không biết tiến hóa thì nó như thế nào. Rất là chất. Fanfru 109 đam. Hệ lửa hình như là không ảnh hưởng. Chết rồi, đừng đập chết mình. May thế nhờ, Fanfru yếu thế. Con này mình cũng có, nhưng mà cấp thấp thôi. Sao nó yếu thế nhờ? Mẹ cho vào đây ta, không hiểu được. Mình lên cấp chưa ta? Chưa lên cấp không? Mình cần vào thành phố anh em ạ. Mình cần phải vào Royal City để hồi máu. Wow, thành phố siêu lớn luôn. Wow. Thành phố cực kỳ rộng lớn anh em ạ. Đây là cái chỗ mà con mèo bán đồ đây. Sẽ đi lên trên nha. Hy vọng khách không phải gặp đối đầu với ai cả. Chính xác, không chơi đối đầu. Có báo kìa, báo mới kìa. Let's go nào. Chúng ta sẽ chết rồi. Yes, ấn đây và để hồi lại tất cả máu cho chính bản thân mình. Khá là mệt nhỉ. Và đây thì chúng ta sẽ đi xuống dưới.
Ở đây thì chúng ta có gì nhỉ? Có báo này. Đọc báo không? Đó, chỗ cái vòi nước này sẽ có thêm, đó chính là cái anti-burn, một cái khả năng là burning, không kháng được cái burning. Thật ra mấy cái loại đấy mình còn chẳng bao giờ mình dùng ấy, rất là ít khi mình dùng luôn. Nào, mình sẽ đi xuống dưới và để bắt thêm những con Nexusmon mới trong này nha. Trong này nó sẽ có cái gì đây? Lại là gà trống mà mình đang đi tìm những con mới anh em ạ. Con này thì một chiêu lửa thôi là thành thịt gà nướng luôn. Món thịt gà nướng cực ngon. Đấy, ok. Nào, lên trên nào, xem có cái gì không. Một con fan fru. Con này thì... À trời ơi, nhầm rồi. Chiêu đá. Hệ đá. Hệ đá thì nó không... Very effective. Ủa ôi, đánh người gần chết kìa. Xuyên phá. Hệ đá thì nên nhớ là hệ lửa. Lên cấp rồi, cứ lên cấp ầm ầm là được rồi. À mình quên nhỉ, mình lấy cái con chim kia ra để mình luyện nhỉ. Con chim đôi cánh khổng lồ ấy, để mang nó đi luyện ấy. Thế mình nghĩ là hợp lý. Nào nào nào, ô, lại con gì đây? Lại gặp fan fru à? Này thì fan fru, ôi chết, giờ lại quên ta dùng chiêu lửa vậy. Nhầm. Đàm này rất thấm nha, trời rất rất thấm luôn đấy. Mũi khoan này, sao dùng chiêu khác nha, mình cứ quen. Vì chiêu lửa là chiêu mạnh nhất của con Bovi QE này mà. Rồi mình sẽ về lấy cái con chim đại bàng tung cánh để chúng ta sẽ luyện con đấy luôn. Thành phố đẹp nhờ, rộng nữa. Mình còn chưa đi hết cơ, trên kia còn rất là nhiều khu nữa. Chúng ta sẽ khám phá dần dần. Mình sẽ vào đây. Chúng ta sẽ vào đây và bắt đầu sẽ nói chuyện với nữ y tá của chúng ta. Yes. Đấy, đang nói chuyện. Đã xong và mình sẽ bắt đầu là lấy cái con deposit. Mình sẽ bỏ bớt đi con này. Rồi, mình sẽ bỏ bớt một con ra và lấy lại con đôi cánh khổng lồ. Con chim khổng lồ của mình đâu nhỉ? Mình để đâu ta? Không nhớ để đâu luôn. Đây này, đôi cánh khổng lồ đây. Mình sẽ cho nó vào trong team luôn. Đã đủ team. Và sẽ đi luyện ở đấy luôn anh em ạ. Vì nó có thể tiến hóa được. Giống như kiểu cái con kia chắc là tầm level 45 trở lên thì nó sẽ tiến hóa rồi. Team đây. Đây mình sẽ cho con Gavaria Swap lên con Bovi QE của mình. Ok, thì chúng ta sẽ đi luyện cho nó thôi. Chắc chắn luôn rồi. Nào nào nào, đi luyện thôi. Ôi trời, ấn nhầm. Rồi, và mình sẽ đi luyện nhá. Đi luyện cho nó luôn. Chạy như ma đuổi này. Thì làm sao mà có thể ấy được. Đây, trong này sẽ có gì đây? Fan Fru. Con Fan Fru hệ sấm sét có ăn thua không nhỉ? Không, nó phi tiếp rồi. Đừng làm chết mình được. À, tăng thủ lên à. Mình không cần chiêu đấy nữa thì mình sẽ dùng lốc vậy. Very effective đối với hệ đá. Ui, hắn đang một cái chiêu gì khỏe thế này anh em ơi. Vào team nha, vào xem skill của con này. Hắn đang một cái chiêu gì 21 ST, có nghĩa là 21 năng lượng đấy. Wow. Để bỏ chơi đi. Đấy. Xem nào, con gà trống sẽ làm vật thí nghiệm ta. 21 năng lượng, 21 sấm sét. Ui, 156 đam sao yếu nhỉ. Nhưng mà đẹp. 21 năng lượng đấy, rất tốn luôn, siêu tốn. Quay trở lại kia có khi bắt được thêm một vài con mới ấy. Nào, quay lại đây có khi còn tìm được một vài con mới cơ. Lúc ấy là gà trống đúng không, để xem con nào. À, con này thì không mới lắm. Và gió thì sẽ khắc hệ nó. À không à, chết rồi. Con này thì nó miễn nhiễm với gió rồi, nó giảm cái tốc độ của chúng ta xuống. Giật xét mà phát là chết mày, đỡ thế nào được đúng không. Chạy lên trên, bây giờ chạy lên trên để tìm kiếm thêm cái loài mới. Đây, trong này xem. Con Moncapol này thì dần chết được không nhỉ? Không được ạ. À, hiệu ứng nó sẽ bị trừ công. Nó chặn một đòn này. Chặn đi mới chặn. Nó cũng sẽ mất một lượt luôn mà. Very effective đó, chiêu hệ lá đánh nhau với hệ sấm sét.
Mày á, bắt con này anh em ạ, bắt nốt con này. Gần chết nhá. À, rồi, chắc chắn nó sẽ bắt được thôi. Nó chỉ còn một tí máu thôi anh em ạ. Bắt luôn, cho vào trong cái Nexo Trap này. Nó thoát rồi à, tôi chết rồi, bây giờ nó đánh mình anh em ạ. Bây giờ làm sao đây? Đừng đấm nhá. Rồi, ăn đấm rồi. Ăn quật rồi, con này hệ lá. Hơi dị nhỉ. Nó hệ bàn chân mà nó lại thành ra hệ lá nhỉ. Hơi dị đó. Vào trong quả cầu đi nào, vào đi. Nào, vào, một, ô, không vào được. Lý do Mon Capo. Bắt được con khỉ này cái. Rồi, mày cản thì mình cản. Đây là mình sẽ bắt nó luôn. Vào rồi anh em ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Mình có thêm được một con Nexomon mới trong bộ bà, trong cái team của chúng ta. Quá hay. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Nexomon. Bye bye.